Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Rồi, và ngày hôm nay là ngày thứ 5 mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh của mình thực hiện cách ly xã hội nha các bạn. Thực hiện giãn cách xã hội, mình nói nhầm. Thì hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Gắn thêm 9 ngày nữa các bạn. Thì sẽ xong cái giãn cách xã hội này thì mình sẽ khỏe hơn. Rồi thì hiện tại thì khoảng 5 giờ 40 sáng nha các bạn. Thì dịch bệnh mà cho nên là tất cả cửa hàng người ta đều đóng cửa hết, không có bán gì hết trơn á. Thường thì buổi sáng thì mình sẽ đi ăn sáng và uống một ly cà phê cho nó tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới. Nhưng mà hiện tại thì cửa hàng đều đóng cửa hết trơn rồi, cho nên là mình ăn mì gói ở nhà luôn đó. Với lại mấy hôm nay rồi dịch bệnh rồi cho nên là buôn bán không có được các bạn, cho nên là kinh tế nó eo hẹp quá, cho nên là ăn mì gói nhà luôn nha các bạn. Rồi, và cái nội dung video của ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn là những cái thiệt hại của mình trong cái việc mà mình bán đồ cho các bạn á, thì những cái thiệt hại của mình trong khoảng cái thời gian mà trong khoảng 4 ngày qua là từ cái ngày bắt đầu chỉ thị 16 tới bây giờ thì mình là thiệt hại những gì nha các bạn. Vì vậy thiệt hại các bạn thì trước khi mà được chỉ thị 16 nó thực hiện á, thì mình có gửi rất là nhiều hàng cho những bạn ở xa, tại vì mình theo cái suy nghĩ của mình đó là không đến nỗi là hàng nó không có gửi đi được đó, cho nên là mình cứ gửi rất là nhiều đơn cho các bạn để cho những bạn ở xa đâu đó thì có thức ăn cho hamster để mà dự trữ á. Thì mình thì khi mà chỉ thị nó đề ra thì tất cả cửa hàng cũng như là đơn vị vận chuyển đồ nó cũng ngưng hoạt động, bớt lại có rất là nhiều khu vực cũng bị dân căng dây đồ á, cho nên là mình gửi hàng đi rồi hàng hoàn về mình mất tiền ship từ hôm bữa giờ, hình như là cũng cả triệu tiền ship rồi các bạn. Và những cái đơn mà không gửi được thì chắc chắn là sẽ hoàn về hết nha các bạn. Đó, chứ mình không có lưu kho được, tại vì lưu kho thì bên vận chuyển nó không cho lưu được lâu, nó chỉ lưu vài hôm thôi, còn mà lưu nhiều nữa thì nó không cho lưu. Thì đó là cái thất thoát của mình là về cái tiền ship gửi đi cho các bạn. Thì đây là cũng tình hình chung thôi, nói chung là ai mà kinh doanh buôn bán rồi thì nói chung là cũng đều thất thoát hết. Mình cũng vậy, kinh doanh online thì cũng đều bị ảnh hưởng hết nha các bạn, chứ không thể nào mà tránh khỏi được. Rồi, và cái nội dung thứ hai là mình muốn gửi lời xin lỗi đối với những với các bạn mà đặt hàng ở xa mà trước cái ngày giãn cách đó, gửi đi cho các bạn rất là nhiều. Và nhiều khi có những đơn mà hàng đến mà cái khu vực của các bạn nó cách ly, nó không shipper không vào gửi được, mà là cái khu vực đó xe nó không vào được á, thì dẫn đến việc là hàng nó sẽ hàng về luôn đó. Vì thế là những bạn nào mà đặt hàng của mình mà hàng nó shipper không giao được thì các bạn cũng thông cảm giúp mình nha. Đó, thông cảm giúp mình, tại vì cái trường hợp này thì cũng lần đầu tiên mình gặp trong suốt 5 năm qua mình bán hàng online luôn các bạn. Lần đầu tiên mình gặp luôn, con virus này nó quá kinh khủng các bạn, ảnh hưởng quá nhiều luôn, nên là các bạn cũng thông cảm giúp mình. Thì cũng có nhiều bạn lắm, cũng có nhiều bạn đặt hàng rồi nhưng mà shipper không giao được, thì bây giờ mình cũng chịu thua, cũng bó tay luôn các bạn. Ngoài ra thì cũng có nhiều bạn hàng đến muộn nữa, đến muộn như cả tuần luôn các bạn, tại vì hàng nó kẹt ở kho Hồ Chí Minh á. Hồ Chí Minh hiện tại thì người ta không có cho xe nó ra vào luôn các bạn, nói chung là đóng cửa Hồ Chí Minh luôn á. Cho nên là những cái đơn mà bây giờ mà chưa hoàn về kịp á thì nó đang kẹt ở Hồ Chí Minh luôn. Mà mình chờ chắc có khoảng qua chỉ thị 16 thì nó mới mở cửa cho xe đi về, thì mình có thể là gửi hàng lại nó ổn hơn. Đó, chứ trong thời gian hiện tại thì mình cũng không dám gửi hàng nữa các bạn. Và các bạn mà đặt hàng bên mình á thì mình cũng đã nói trong hai video gần đây rồi, thì các bạn cứ đặt đi. Rồi qua chỉ thị 16 thì mình thấy ổn tí thì mình sẽ gửi cho các bạn luôn. Thời gian hiện tại thì mình sẽ lên đơn trước cho các bạn, nói tiền ship cũng như tổng đơn cho các bạn trước. Rồi qua chỉ thị 16 thì mình sẽ gửi hàng cho các bạn nha. Đó, đây là cái khu quán ăn phố ẩm thực của các bạn. Nhưng mà hiện tại thì nó vắng que, rất là vắng luôn, đóng cửa hết các bạn, hầu như là đóng cửa hết mà khoảng đâu đó là 97%, 97%. Rồi, và video của mình sẽ kết thúc ở đây các bạn. Hôm nay mình làm một cái video ngắn để mà thông báo chia sẻ với các bạn về những cái thất thoát của mình trong thời gian qua, dịch bệnh đó mình thất thoát những gì.
Với lại mình xin gửi lời xin lỗi đối với những bạn mà mình đã gửi hàng trước khi giãn cách đó. Thì hàng nếu như mà không có hoàn, có không gửi đến tay của bạn được thì nó hoàn về đó, thì các bạn có thông cảm giúp mình. Tại vì cái này là tình hình chung, mình cũng chịu lỗ tiền ship rất là nhiều rồi, cho nên là các bạn có thông cảm giúp mình ha. Rồi nếu như được thì nếu như mà các bạn đó có xem được video này của mình á, thì qua giãn cách các bạn có thể liên hệ với mình lại, đặt hàng lại, thì mình sẽ gửi cho các bạn một đơn mới. Còn trong thời gian hiện tại thì mình không dám gửi luôn các bạn. Mình nếu như mà mình gửi nữa thì hàng hoàn về mình lại mất tiền ship nữa, mình lại lỗ nặng nữa. Nên là mình chọn biện pháp an toàn là mình không gửi hàng luôn, ngưng gửi hàng cho bạn ở xa luôn. Còn những bạn ở trong khu vực thành phố Trà Vinh cần mua gì thì có liên hệ với mình, sẽ gửi tận nhà cho các bạn miễn phí ship luôn nha. Khu vực thành phố Trà Vinh nha các bạn, thì ở các huyện chắc mình cũng ngưng gửi luôn các bạn. Tại vì ở các huyện bây giờ nó cũng có rất là nhiều huyện không gửi được, giãn cách đồ quá thứ các kiểu, nói chung là tùm lum hết. Mình gửi đi cũng khó khăn nữa. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để vượt qua cái lần đại dịch này. Và cùng chung tay với chính phủ Việt Nam của chúng ta để mà chiến thắng được cái con virus corona này nha các bạn. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.